Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh youtube Chị Dậu Trung Rộng truyện Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Hai đám cưới một đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư và vẫn như thường lệ được thể hiện qua chất giọng của Hồng Nhung Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo ngay bây giờ Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh youtube Trị Dậu vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Văn tắt máy tính đứng dậy, đi về hướng cửa sổ kéo rèm lên. Ánh sáng bên ngoài dọi vào khiến vẻ đẹp trai của anh tăng lên gấp bội để làm gì? mối quan hệ ở gia đình là ở gia đình. tôi không muốn, mà chủ tịch cũng không muốn đem chuyện riêng tư vào công việc. nếu tôi thể hiện cho mọi người biết tôi là con của chủ tịch, chẳng phải tôi đang tự mua dây buộc mình hay sao? nếu ta làm tốt việc, người ta cũng cho rằng là do chủ tịch giúp đỡ. nếu mà tôi không làm tốt, thì người ta cũng vẫn cho rằng vì chủ tịch nâng đỡ nên tôi vẫn đứng vững vị trí này, dù tôi có kiếm cỏ thế nào. Dù có thế nào họ cũng sẽ nói rằng tôi dựa vào ông Thà rằng tôi cứ mặc kệ Ai biết thì biết không thì thôi Tôi cứ tự làm mình thật tốt việc của mình đã Cô gật gù Lời anh nói vô cùng có lý Chẳng trách công ty lại tuyển người khắt khe đến như vậy Đột nhiên cô nhớ hết ra điều gì liền quay sang và hỏi lại Vậy anh có thể cho tôi biết vì sao Anh lại tuyển tôi không ạ à? Văn dựa lưng vào cửa kính anh muốn nói hết mọi điều trong lòng nhưng rồi cuối cùng lại lạnh nhạt và đáp vì tôi muốn thử tôi muốn thử xem cảm giác của tôi về cô có đúng không thôi cô cúi mặt nhìn đám gạch khoan rất sàn nhà và lý nhí nói là anh nghĩ tôi có thể có năng lực làm việc được hay không sao đúng vậy tôi nhìn thấy cô có một nghị lực rất lớn vậy anh thấy mình đúng hay là sai Đúng Câu nói cuối cùng anh thốt ra khiến cô vừa sửng sốt Lại vừa cảm thấy mừng rỡ Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đi làm lại có một người nói rằng Anh ta đã đúng khi chọn Bỗng dưng khiến cô có một động lực mạnh mẽ vô cùng Phải rồi Ngày cô đưa tên sắt nhân kia vào tù có lẽ không còn xa Buổi chiều sau khi tan ca Nhân trở về căn hộ chung cư của mình nằm vật ra Ngày hôm nay cô cảm thấy bản thân làm rất tốt mọi việc những công việc văn giao cô đều hoàn thành rất nhanh Thế nhưng khi trở về nhà Trong lòng cô lại nảy sinh ra thứ tình cảm Thứ cảm giác rất tệ Suốt một tuần nay cô ăn ngủ rất tốt Thậm chí còn tốt hơn khi chia tay quân Vậy mà lúc này cô thấy trống giống Khó chịu Mà không hiểu tại sao là như vậy Cổ họng khô khóc Cô đứng dậy uống ngộm nước rồi quyết định đi tắm Thế nhưng hơi nước lạnh vẫn không đủ để xua tan đi Thứ cảm giác khó chịu này trong lòng Cô thở dài Chọn một bộ váy ôm sát cơ thể Rồi xách túi đi ra ngoài Dù sao mai cũng là chủ nhật Cô tự cho phép mình đi ra ngoài một chút Tâm trạng khó chịu này rất có thể Do những ngày qua cô luôn ru rú trong nhà Hết giờ đi làm lại chui rúc trong căn hộ cô đơn này Trời bên ngoài đã tối dần Cô không biết là mình phải đi đâu Cuối cùng chọn một nơi mình chưa từng đến bao giờ Đó là quán bar có lẽ nhìn đến rất sớm nên quán bar chỉ có vài nhân viên. Cô chọn cho mình một góc khuất, gọi một chai rượu trên vát rồi vắt trên lên ghế. Điều bộ tuy không phải là thành thục, nhưng cũng đầy sự quyến rũ. Tiếng nhạt bắt đầu sập sình. Cô mở nắp chai rượu rót một chén đầy, lấy hết dũng khi uống cạn. Cổ hỏng cô như bị đốt cháy. Thế nhưng cô phát hiện ra cảm giác khó chịu ban nãy, bỗng vơi dần. Nhìn nhếch mép, uống thêm một chén, rồi lại một chén, Đến khi cô cảm thấy cảm giác vừa rồi mất đi hoàn toàn thì chai rượu cũng đã vơi đi quá nửa. Trong đầu đã cảm thấy chính choáng. Đột nhiên cô bỗng thấy một cảm giác khác lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Một cảm giác rất lạ, mơ hồ như cô đã thấy nó những ngày qua. Nhân đặt chai rượu xuống, rót thêm một chén, thầm nhủ phải dập tắt cái cảm giác này trước khi nó lớn dần. Nhưng càng uống cô càng thấy đau đớn. Cô không còn chịu được. Gục mặt xuống bàn, Cảm giác đè nén suốt 7 ngày qua trận nổ tan tành trong lòng cô Đến cô còn không hiểu nổi những ngày qua Tại sao lại có thể sống bình thản đến như vậy Hóa ra tất cả chỉ là sự giả tạo của bản thân cô mà cô không nhận ra Nó giống như viên kẹo bọc sô-cô-la Ăn hết lớp bên ngoài ngọt ngào mới biết rằng Bên trong cay nồng đến thế nào Hóa ra cô cũng chỉ là con người hèn nhát Tự huyến hoặc bản thân rằng Mình mạnh mẽ Cuối cùng cũng chỉ là Cô thể hiện ra ngoài cho chính mình thấy Cô còn tưởng mình đã đủ lạnh lùng Để tiếp nhận những thông tin về quân Đến lúc này mới nhận ra rằng Sự lạnh lùng đó chẳng qua Vì cô quá sốc Sốc đến mức bây giờ mới kịp phản ứng Bây giờ mới biết cô đã thực sự mất anh rồi Một giọt nước mắt Bắt đầu lăn dài trên gò má Cô đưa tay lên lau thầm rùa Vài câu trong mồm Nhưng cô càng lau Nước mắt lại càng chảy nhiều hơn Sống mũi cô cay xè Cô nhớ quân Cô như anh đến đau đớn cả con tim Hóa ra 7 ngày trôi qua Chỉ là sự giả vờ của trái tim Hóa ra sự bình thản của cô Chỉ là một liều thuốc giảm đau Làm tê liệt mọi cảm giác Đến khi hết thuốc cô mới thấy rằng Nó còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần khi bắt đầu Nhân cầm chai rượu liên tụ ứng ực Lấy máy ra điên cuồng bấm số gọi anh Nhưng đầu bên dây kia chỉ đáp lại Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Tại sao bản thân cô lại yếu đuối thế này? Chẳng phải những ngày qua cô đã sống rất tốt sao? Tại sao hôm nay lại trở nên tồi tệ như vậy? Cảm giác này cô muốn giết chết nó Nhưng càng muốn giết nó lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn Cô nắm chặt tay và chai rượu Cuối cùng cũng không chịu được mà gọi tên quân Tại sao anh lạnh lùng mà bỏ cô đi như vậy? Chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp hay sao? Là tại vì sao? Tại sao từ khi Nga trở về anh lại biến thành một con người khác Tại sao lại để cô ta đả kích cô đầy đáng cay đến như vậy Nếu vậy Tại sao anh không mang luôn cô ta đi Tại sao còn để cô ta ở lại như thể Rằng cô mới là người sai Không đúng Nhất định không đúng Át hẳn cô ta sắp sang cùng anh Hai người sắp được đoàn tụ Cô không dám nghĩ Trái tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào Dị máu Quân anh là đồ khốn nạn tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy quân anh đã đi thật rồi sao anh đã không cần em nữa sao cô tự hỏi rồi lại tuyệt vọng bởi đáp án thế nào cô hoàn toàn rõ anh có biết cô nhớ anh đến thế nào không cô thèm về nhà đã thấy anh ở nhà thèm mỗi sáng ngủ dậy anh đánh thức cô bằng một nụ hôn và bữa ăn sáng nhanh mà anh chuẩn bị lúc này chỉ cần được bên nhau than vãn cùng nhau một câu mệt mỏi cũng là quá xa xỉ đã hai năm không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn nhưng đã để lại cho cô biết bao nhiêu kỷ niệm tại sao anh lại dễ dàng buông tay cô đến như vậy cô không tin rằng hai năm qua chỉ là cô ngộ nhận từng lời nói anh thốt ra lúc ấy cô không tin nhưng lại không có cách nào để biện minh Cô bật khóc thành tiếng và gào lên Em xin anh Quay về đi Em hứa sẽ không cần nhận Em hứa em sẽ làm tất cả để có tiền Quân Em sẽ kiếm thật nhiều tiền Em sẽ đi làm tất cả mọi việc Về đi mà Em sẽ không bắt anh đưa em đi làm Em sẽ không gan tuông không nghi ngờ Em cầu xin anh mà Về với em đi Anh muốn em làm gì cũng được Trở về đi mà Em không có chịu được nữa đâu Em nhớ anh lắm rồi Khách đã bắt đầu càng ngày càng đông Tiếng nhảy nhót Tiếng nhạc sập sình chè lấp hết tiếng khóc của cô Cô cứ lặp lại đến 7-8 lần câu nói Cho đến khi không còn sức lực Cục hẳn xuống bàn Đột nhiên cô cảm nhận thấy một bàn tay đang sờ lên vai mình Đôi bàn tay thô giáp Lần mò xuống phía bên dưới Cô cố mở mắt nhưng bất thành chỉ khẽ chửi thề nhưng không phát ra nổi Đôi bàn tay tham lam lần mò xuống bồng ngực căng tròn Cô không còn giữ được sự bình tĩnh Dùng sự tỉnh táo cuối cùng mở to mắt Hất văng đôi tay của hắn ta và gào lên Cút đi Hắn ta dừng lại một chút Nâng đầu cô dậy và cười nhạt Cô em rất lạ Gà mới à Cô không nhìn rõ phía trước Chỉ cảm thấy gương mặt gái đàn ông rất tởm lợm liền cười khẳng Gã ta thấy thế thì càng thích thú Và hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mồm cô và nói Đi theo anh Anh sẽ cho em một đêm đầy thú vị Cô giơ tay Tát một cái thật mạnh vào mặt hắn ta rồi đáp Cút đi Phía trước cô chỉ là một đám ảo ảnh lờ mờ Chết tiệt Cô sẽ đến mức này rồi sao Gã đàn ông dường như vẫn không buông tha cho cô Hắn ta bóp chặt hai bên hông cô đến tím bầm Bàn tay bắt đầu mân mê giữa khu vực nhạy cảm Nhìn không còn cảm nhận được bản thân đang làm gì Khua tay lấy chai rượu Trên mặt bàn đập mạnh về phía trước Có tiếng vỡ vụn Gã đàn ông buông hai cánh tay Xích nữa đã bị cô phang chai rượu vào đầu Thật may Chai rượu trúng ngay vào thành bàn Vỡ tan tành. Đám người trở nên nháo nhác. Gã đàn ông lao vào bóp chặt cổ cô trở gào lên Con điên Mày muốn chết à? Cô không thở nổi Lúc này bỗng tỉnh táo trở lại Cổ họng cô ngại đau nhất Cô thấy toàn thân bỗng lo lửng trên không Cô cười nhạt Hóa ra cuối cùng cô lại phải chết Một cách vô vị như thế này Buông tay cô ra Nếu không ta sẽ không tha cho mày Nhưng chưa kịp định thần Đã thấy toàn thân rơi xuống đất liền lôm côm bò dậy Dây chán nhìn về phía trước Gã đàn ông to béo xăm trổ trên mình Vừa bóp cổ cô máu dính đầy miệng Cô mở to mắt ngạc nhiên Nhà mắt nhìn lại Bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Người đàn ông mặc bộ vest màu tím than Dính đèn gương mặt anh đẹp trai đến cực độ Sống mũi cao thẳng Đôi mắt tinh anh hẳn đầy tia giận dữ Là Văn Cô dội mắt lại Đúng là anh rồi Chưa bao giờ cô thấy Văn có thái độ thế này ý. Trong lòng không khỏi sửng sốt Từng lời nói của anh hoàn toàn khác Với dáng vẻ lạnh lùng cô thường hay thấy nếu không phải anh đứng trước mặt cô đến chết Cô cũng không tin lời nói kia phát ra từ miệng anh Gã đàn ông xăm trổ vừa bị đấm một cái Bất ngờ liền điên tiết Lao về phía văn Lập tức một người mặc bộ đồ bảo vệ chặn trước mặt rồi nói Anh Vinh Đây là giám đốc văn của công ty Bình Minh A à? Gã ta nghe đến đó liền từ từ hạ cánh tay Vẻ mặt hùng hổ vừa rồi chợt biến mất Nhìn khinh bỉ Đôi đôi mắt quét lên thân hình hắn thầm chửi thề nhưng lúc này cơn buồn ngủ đã ập đến cô nhèo mắt cuối cùng gục hẳn xuống trong giây phút cuối cùng mất đi hoàn toàn ý thức cô loáng thoáng nghe được một câu rất to và rõ ràng chúng mày nhìn kỹ đi đây là người phụ nữ của tao đừng đứa nào đụng vào toàn thân cô không còn cảm nhận được cái gì chỉ thấy một mùi hương vừa sang lạ là rất quen thuộc như thể cô đã từng gặp ở đâu đó vặn xử lý xong đám côn đồ Thế nhiên đã say đến mức không còn ý thức được gì Anh thở dài cắm cô ra khỏi quán bar Trời buổi đêm khuya mùa hè Vậy mà lại có chút giá lạnh của xương rơi rớt xuống Khiến cô gái trên lưng anh khẽ dùng mình Văn đặt cô dựa vào tường Cởi chiếc áo com lê mặc vào người cô Rồi cúi xuống bế cô ra thẳng bãi đỗ xe Hình như cô gầy đi rất nhiều Chỉ mấy ngày mà cô đã thành ra thế này Hôm nay chứng kiến cảnh cô khóc lóc trong quán bar anh đã hiểu sự sợ hãi mơ hồ của mình đã thành sự thật nhưng ít nhất thấy cô còn khóc được thế này anh cũng thấy nhẹ nhõm một chút điều đó chứng tỏ cô đã trở lại như bình thường khóc lóc chán chê cô cũng phải chấp nhận sự thật để mà mạnh mẽ văn bế cô ra xe mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt cô vào ghế anh lên xe lái xe về phía căn hộ của cô cô cũng nghĩ thế nào lại quay xe đi về căn nhà riêng của mình về đến nhà Văn cởi đôi giày cao gót sáng nay vừa mua cho cô, đặt vào kệ rồi bế cô lên một căn phòng trống. Nhân vẫn ngủ ngon, không biết trời đất là gì, hơi thở đều đều, mang theo mùi rượu thơm nồng. Văn thở dài, cởi bỏ chiếc áo con lê ra khỏi người cô, rồi đặt cô nằm xuống. Mấy giọt nước mắt vẫn còn vương trên đôi mi, anh không kiềm chế được mà đặt nó lên một nụ hôn. Chưa bao giờ anh được gần cô thế này, chưa bao giờ anh được chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lên đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt cô rồi đứng dậy đột nhiên một bàn tay níu lấy cánh tay anh anh khựng lại một chút cô mở mắt đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy van này. anh đừng đi văn gật đầu ngồi xuống cạnh cô bỗng dưng cô chồm hẳn dậy ôm chặt anh rồi khẽ chạm lên đôi môi anh anh bị bất ngờ lúc kịp phản ứng thì nhận ra lưỡi cô đã chạm vào lưỡi mình chỉ cảm nhận rất rõ cô nấc lên từng đoạn liền giữ chặt vai Đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu Anh cứ hôn cô như thế Mặc kệ cho những ngổn ngang trong lòng Quân Đừng đi nữa được không Ở lại với em Anh sững người Từ từ buông tay cô Dù anh biết rõ trong lòng hành động của cô vừa rồi Chỉ là vì nghĩ đến quân Nhưng đến khi từ mồm cô thốt ra Anh mới thấy nó đau đến như vậy Cô có lẽ mệt quá nằm vật xuống ngủ tiếp đôi mắt chưa kịp khô đã nhỏ thêm lệ anh lấy tay lau mấy giỏ nước mắt trái tim như bị đâm một nhát dao trên đời này đâu phải chỉ một mình cô đau khổ anh cũng đau khổ lắm cô có biết không cô có biết vì sao anh không còn cảm giác với bất cứ cô gái nào không anh không phải không có người theo đuổi thậm chí có đến hàng vạn hàng ngàn người muốn được làm người phụ nữ của anh nhưng trong anh không thể mở lòng mình ra Mà cho họ cơ hội Sự lạnh lùng tuyệt tình của anh Là bởi trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình cô Anh tự cười chính bản thân mình Hỏi ra Anh mới là kẻ yếu đuối và hèn nhát Văn nhìn tấm thân nõn nà của nhiên trước mặt Trong lòng chợt nổi lên dục vọng Cô là người duy nhất cho anh cảm giác dục vọng này Anh cúi xuống hôn lên cổ cô Đột nhiên anh đứng bật dậy Tự tát mình một cái cho tỉnh táo Kéo tấm chăn lên quá nửa người Rồi ra ngoài đóng cửa Đồng hồ đã chỉ đến gần 12 giờ đêm Anh lặng lẽ trở về phòng Mở tập tài liệu để xử lý Bao nhiêu năm nay Chỉ có học hành và công việc mới giúp anh quên đi Ngày hôm nay anh nhận ra rằng Anh đã lỡ mất cô một bước Anh đến muộn mất rồi Sáng hôm sau khi nhiên tỉnh dậy Cô mở mắt nhìn lên trần nhà Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi qua tấm rèm sáng cả căn phòng. Cô thấy toàn thân mệt rã rời, uể oải ngồi dậy. Đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lắm. Cô bật dậy, nhảy xuống đất, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Chợt cô Thế Văn đang bê một đĩa thức ăn đặt lên bàn. Thấy cô anh liền nói. Cô dậy rồi sao? Cô chưa hết bàng hoàng và hỏi lại. Giám đốc, sao, sao tôi lại ở đây ạ? cô không nhớ gì sao tôi thật sự không nhớ gì cả chỉ nhớ hình như tôi đã uống rượu rồi sau đó thật sự tôi không nhớ gì tại sao tôi lại ở nhà anh ạ à? cô sai nên tôi đưa cô về đây cô nhìn xung quanh căn nhà trong lòng chợt thấy xấu hổ rồi nói ra ngoài đêm qua tôi có làm gì sai không ạ hay là không có chuyện gì xảy ra chứ văn kéo ghế ngồi lành nhà đáp không có chuyện gì đâu cô ngồi ăn sáng đi cô xua tay rối rít à, tôi không dám làm phiền anh đâu tôi ra ngoài bắt xe về luôn anh đẩy một chiếc đĩa về phía đối diện rồi nói tôi nấu vào phần cô đây rồi cô ngồi ăn đi chút nữa tôi có việc cần ra ngoài tôi sẽ đưa cô về trong câu nói của anh đầy vẻ không thỏa hiệp cô không biết từ chối thế nào đành ngồi xuống ăn cùng văn Bầu không khí của hai người trở nên ảm đạm vô cùng. Ăn xong cô quay trở lại phòng lấy túi sách. Rồi theo anh ra ngoài xe. Trượt cảm thấy bản thân hình như càng ngày càng mặt dày. Không biết là đêm qua cô có làm cái gì sai không? Xấu hổ không? Chắc chắn không đơn giản nhanh nói được. Cô tạc lưỡi. Dẫu xa cô cũng đã rất nhiều lần mất mặt trước văn rồi. Chỉ mong anh đừng có để bụng mà quên đi. Trở nhớ đến thanh cô không kìm được tò mò mà hỏi à, anh văn tôi có chuyện này muốn hỏi được cô hỏi đi cô lấy hết can đảm rồi nói tập đoàn bình minh ai là người làm lâu năm nhất ạ văn dường như không để ý đến lý do cô hỏi liền đáp giám đốc thanh ông ta là người làm từ trước khi ba tôi làm chủ tịch lúc đó tôi còn chưa đến công ty Cô gật đầu và hỏi lại Ông ta rất giỏi đúng không ạ? Nếu không thì làm sao mà có thể làm được lâu năm như thế? Văn quay sang nhìn cô phanh kít lại Cô giật mình bám vào dây an toàn hốt hoảng và hỏi Có chuyện gì về thưa giám đốc? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đáp lại Cô có vẻ rất tò mò về giám đốc Thanh Lần đầu tiên gặp ông ta cô đã bị mất bình tĩnh Lý do là gì vậy? Cô hít một hơi dài Cuối cùng Văn cũng hỏi cô câu này. Cô cúi mặt giả vờ và đáp, "Không phải tôi tò mò, chỉ là tôi thấy ông ta rất giống với một người tôi quen." "Cô quen?" "Vâng." Văn hỏi lại. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ cần nhìn cô cũng biết rõ cô nói dối, nhưng lại không muốn chỉ thẳng ra điều đó. "Nếu cô muốn biết thông tin của ông ta, <laughs> mai đến công ty tôi sẽ cho xem." Cô há hốc mồm ngạc nhiên không tin về những gì mà mình đang nghe liền hỏi lại tại sao lại cho tôi xem ạ bởi vì tôi muốn giúp cô câu nói cuối cùng anh thốt ra khiến cô thêm phần sửng sốt suốt cuộc anh biết gì về thân thế cô cô lấp bắp và hỏi lại anh giúp tôi sao nhìn điều bộ cô lúc này văn chợt thấy hình như bản thân đang làm cho cô lo lắng liền bịa ra một lý do Chẳng phải cô bảo thấy giám đốc Thanh quen sao? Tôi chỉ là cho cô thông tin xem đúng là quen hay không thôi. Vì tôi cũng rất khâm phục và ngưỡng mộ ông ta. Thật ra thông tin của ông ta không có gì ngoài những thông tin về nhân viên của công ty thôi. Nhiên thở phào, trong lòng bớt lo lắng. Cô tạc lưỡi, mọi chuyện mới bắt đầu. Nhất định cô không được nóng vội. Văn không nói thêm gì, tiến xe đi về phía chung cư của cô trong lòng anh bỗng dưng thấy cô gái ngồi cạnh mình trở nên đáng thương vô cùng chiếc xe dừng lại ở cổng trung cư nhiên định bước xuống đột nhiên nhìn thấy nga đang đứng trước cổng cô nhìn văn thế anh không tỏ thái độ gì Rốt cuộc đành mở cửa xe bước ra ngoài thấy cô nga liền tiến lại gần khuôn mặt bóng trở nên khó coi vô cùng nhiên thở dài dẫu sao cũng phải đối mặt liền đứng dậy ngẩng cao đầu kêu hãnh bước về phía nga cô ta nhìn và cười đầy mỉa mai hóa ra cô không đau khổ là vì kiếm được người đàn ông lắm tiền nhiều của để mà đu bám rồi chị ghen tị với tôi sao <laughs> tôi mà phải đi ghen tị với cô á tôi đến để thông báo vài tháng nữa tôi sẽ sang canada cùng với anh quân à, tôi... trong lòng cô chờ xuất hiện một tia tối sầm nhưng vẫn cố lạnh lùng và đáp trả chị đến tận đây chỉ để thông báo tin này với tôi chứng tỏ là tôi có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của chị đấy chúng ta đâu có thân thiết gì để chị phải mất công như thế này chứ ngà tức tím mặt cô vốn dĩ nghĩ cô ta sẽ phát điên hãy ít nhất là đau khổ không ngờ lại bị cô làm làm cho bẽ mặt thêm một lần nữa cô ta liếc nhìn văn vẫn đang ngồi trong xe chưa chịu đi trong lòng càng thêm khó chịu và cố vớt vát cô có biết mẹ anh quân là đang ốm không chính tôi là người chăm sóc bác ấy suốt một thời gian qua bác ấy nói thật may tôi đã trở về nếu không chỉ cần nghĩ cô và anh quân còn yêu nhau thêm ngày nào bác ấy sẽ đau khổ ngày đấy quả thật không hiểu cô là loại con gái thế nào mà khiến cho mẹ anh quân ghét cô đến thế mà cũng đúng thôi mắt nhìn người của người lớn ý ít có sai lắm thật không nghĩ rằng người phụ nữ hiền lành như mẹ của quân lại có thể gọi cô là con đĩ lại con gái hư hỏng không xứng với quân đủ biết là cô như thế nào rồi hôm nay tận mắt thấy mới hiểu hóa ra cô là loại người như bác ấy nói thật cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt chị ta khẽ nhếch mép và nói <laughs> bà ta ốm hay không liên quan quá gì đến tôi cũng may là tôi không có cái diễm phúc như chị nên giờ mới kiếm được người đàn ông vừa tốt vừa đẹp trai lại giàu có như văn bà ta nói đúng rồi đấy loại con gái như tôi phải yêu văn mới xứng đáng chị yêu con của bái thì cũng chỉ như là đũa mốc mà đòi tròi mâm son chỉ có điều anh ta là đũa mốc còn tôi là mâm son cảm ơn chị đã cho tôi biết những điều này nhưng tôi nghĩ chị nên về mà chăm sóc bà ta đi đừng có ở đây mà làm phiền tôi nữa nói rồi cô liếc mắt về phía văn trong lòng cảm thấy có chút ai nấy Xin lỗi anh vì tôi đã lấy anh ra làm bia chắn đạn Nga nắm chặt tay tức giận không nói được thêm gì Nhìn Văn cũng đã hạ hẳn kính xuống Liền nhanh chóng bỏ đi Nhìn bóng cô ta đi khuất Nhìn mới quay lại xe Gật đầu chào Văn rồi về chung cư mà không biết Anh đã nghe câu chuyện từ đầu đến cuối Anh quay xe Trên môi bất trần nở một nụ cười mán nguyện Quay xe đi thẳng về nhà nhiên trở về căn hộ Tắm rửa rồi lên giường đi ngủ Đầu óc cô vẫn còn ong ong sau trận rượu hôm qua Trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo Sau cuộc trò chuyện với Nga Cô quyết định phải mạnh mẽ Bởi dù cô có tự hành hạ bản thân Thì cũng chẳng thay đổi được sự thật Về cô và Quân Quân Cái tên này nhất định cô phải quên đi Tại sao phải là cô nhớ Tại sao phải là cô đau Cô khóc lóc Mà không phải là anh ta Cô có sống chết thế nào Anh ta cũng chẳng màng Vậy nên cô tự nhủ sau ký ức về chuyện tình của cô và Quân Cũng trôi theo dòng nước mắt hôm qua mà đi Nhìn bỗng nghĩ đến Văn Bất chợt lấy giấy bút ra ghi lại kế hoạch của cô đã định Phải rồi Nhất định cô sẽ lợi dụng tên đàn ông này Ngày hôm sau Sau một ngày ngơi nghỉ Nhìn đã sốc lại được tinh thần để đến công ty Buổi sáng cô trang điểm thật xinh đẹp Mặc bộ đồ Văn mua cho cô từ hồi sinh nhật Bắt xe bớt đến công ty Khuôn mặt cô dạng dỡ đầy sức sống chỉ cần là nam giới nhìn cô cũng không cưỡng lại được Nhất là khi cô nhuền miệng cười Để lộ hai cái má lúm đồng tiền Nhìn chép miệng Đi thẳng lên phòng làm việc Mở cửa và bước vào Đột nhiên là hốc mồm xứng người Một người phụ nữ xinh đẹp Mái tóc nhuộm xanh điệu đang đứng trong phòng làm việc của Văn Là Nga Quỷ tha ba mắt cô đi Tại sao cô ta ám cô ta từng ngày thế này Cô nhíu mày Cô cùng quyết định gõ cửa phòng Văn rồi bước vào ngà thấy cô không tỏ vẻ gì ngạc nhiên vẻ mặt lại giống như trước kia đầy tự đắc nhún vai và giọng điệu mỉa mai chào cô cô nhìn văn nở nụ cười thật tươi rồi đáp lại chào giám đốc chào chị nói giờ cô lấy cốc cà phê của văn định ra ngoài liền bị văn gọi lại nhân nhanh nhiên tìm cho tôi tập hồ sơ sản xuất đồ bảo hồ ra đây nhân nhanh chóng gật đầu dù cô cũng đang tò mò xem chị ta đến đây để làm gì liền mở tủ và lục tìm tập đồ hồ sơ. Cô vừa tìm, vừa liếc nhìn Nga. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sắt cơ thể, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ. Dù cô không thích Nga, cũng không phủ nhận cô ta thật sự rất xinh đẹp. Đột nhiên Văn cầm bản hợp đồng quay sang nói với Nga. Chẳng phải giám đốc của cô nói rằng trưởng phòng của cô là người trực tiếp sang đây làm việc sao? Nga cười ra là Vâng, nhưng trưởng phòng lại được cử đi công tác nước ngoài gần một tháng mà công ty thì chỉ còn tôi đủ chuyên môn nên giám đốc lại giao lại cho tôi dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở nước ngoài bản hợp đồng này lại giao chính tôi giúp giám đốc nên tôi là lựa chọn hợp lý nhất rồi pháp luật tôi nắm rất rõ nên có thể yên tâm giao cho tôi văn liếc nhìn nhìn trong lòng anh đã có dự định sẵn cho mình cuối cùng gật đầu và đáp được Giám đốc của cô cũng đã nói như vậy. Cô lấy bản hợp đồng này, tôi sẽ nói với nhân viên sắp xếp cho cô một phòng làm việc. Thưa giám đốc, không cần phiền như vậy đâu. Chỉ cần cho tôi một bàn làm việc phía ngoài kia cùng cô Nhiên là được. Dù sao bản hợp đồng này cũng là tôi làm trực tiếp cùng anh, nên ở gần thế này cho dễ trao đổi. Nga ngừng làm một chút, liếc về phía Nhiên rồi nói: Huống hồ tôi cũng quen biết cô Nhiên. Có gì còn có thể nhờ cô ấy được một số việc Nhìn nhếch mép Xem ra cô ta đến đây không phải là vì cô Mà vì công việc Nhưng Nhưng trong lòng cô rất rõ Chắc chắn chị ta có ý đồ chứ không đơn giản thế này Cô cầm tập hồ sơ Vừa tìm thấy đưa cho Văn rồi nói Thưa giám đốc hồ sơ của anh đây ạ Văn nhận tập tài liệu Vừa đúng lúc muốn hỏi ý kiến cô liền lên tiếng nhiên Cô chuyển về đây làm việc Nhưng lại bàn ngoài kia cho cô Nga Trong này cô chỉ cần kéo một chiếc ghế là được Bàn làm việc của tôi rất rộng Cô chịu khó một thời gian được chứ Anh quay ra Nga và nói tiếp Được rồi Cô chuyển qua bàn của cô Nhiên Có gì thì cứ trao đổi thoải mái Rồi sao sếp của cô sáng cũng đã nói qua với tôi rồi Rất hân hạnh được đón tiếp cô Nhìn hơi sướng người Không nghĩ rằng Văn lại quyết định thế này Quả thật đối với cô lúc này Phương án này rất hợp tình hợp lý vừa để cô được gần anh lại khiến nga khó chịu ra mặt chỉ có điều văn vốn là người lành lùng không thích làm người khác phiền mình khi đang làm việc trong lòng cô không rõ tại sao lại cho phép cô ngồi chung bàn cô nhìn nga đang đứng trước mặt văn điều bộ rõ ràng rất miễn cưỡng trên mặt cô ta nở nụ cười gượng gạo cầm bản hợp đồng ra ngoài bàn làm việc của nhiên nhìn sách túi kéo chiếc ghế xoay vào bàn của văn đặt chiếc túi lên rồi đứng dậy cầm chiếc cốc ra ngoài pha cà phê cho văn thấy cô bước ra khỏi cửa nga liền vội vàng theo sau cô ta đi về phía trước cô rồi nói nhiên cô đừng có vội đắc ý cô nhíu mày nhún vai tỏ ra khó hiểu chị đang nói gì vậy tôi nói gì chắc cô rất rõ cô biết vì sao tôi lại nhận cùng văn làm bản hợp đồng được không tôi muốn cho cô biết dù thế nào tôi cũng không dễ dàng để cô và văn đến với nhau đâu tôi nghe nói hai người cũng chưa hề có gì với nhau đúng không cô cảm thấy một thứ cảm giác vô cùng khó chịu đang cuộn lên trong lòng rốt cuộc dù cô và quân đã chia tay cô ta vẫn không buông tha cho cuộc sống của cô dường như cô ta đang muốn dồn cô đến đường cùng cô nắm chặt chiếc cốc cố ngăn cơn giận đang bừng bừng trong lòng cố giữ bình tĩnh và đáp thưa chị chẳng phải hôm qua chị đã nói rằng chị sắp sang đoàn tụ vanh quân sao Tại sao chị lại phải mất công Xen vào chuyện tình cảm của tôi Tôi và giám đốc Văn ấy, Dù có thế nào Hình như là cũng không liên quan đến chị thì phải Tôi thích Xen vào đấy Tôi không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc Và sẽ làm cho cô không bao giờ được hạnh phúc Nhất là với Văn Hóa ra là chị ích kỷ Chứ không phải là chị yêu Quân Là chị không chấp nhận rằng Anh Quân đã từng yêu tôi Chị ghen tị với khoảng thời gian 2 năm nay của chúng tôi nên chị mới tìm mọi cách để làm cuộc sống của tôi bị sáng trộn Đến giờ phút này Tôi và anh Quân đã chia tay nhau Chị vẫn còn bám theo tôi Chỉ để làm cho tôi trở nên bất hạnh Là vì chị không có được hạnh phúc Nên chị cũng muốn người khác bất hạnh theo chị à Ai nói là tôi không hạnh phúc Tôi rất hạnh phúc Tôi có Quân Có sự nghiệp còn gì viên mãn hơn là tôi không thích cái loại con gái đu bám đàn ông như cô Tôi ngứa mắt Nên phải ngăn cản cô Vì giám đốc Văn hai quân ấy đều là những người đàn ông tốt, cô không xứng đáng với họ. Chị giấu được tôi, giấu được người khác, nhưng mà có thể giấu được lòng mình hay không? Chị hạnh phúc hay không ý, thì bản thân của chị tự rõ. Người hạnh phúc sẽ không bao giờ đi phá đám người khác đâu, vì cọ còn phải bận thời gian cho người đàn ông của họ, cho cái hạnh phúc viên mãn của họ. Còn chị muốn xen vào thì cứ việc. Tôi rất là hoan nghênh Bởi vì tôi là người ưa thử thách mà Mà này Ngày hôm qua tôi còn cho rằng Chị với quân thực sự đến với nhau Nhưng kể từ giây phút chị nói với tôi mấy điều kia Thì tôi có thể đảm bảo Quân dù có chia tay tôi Lý do cũng không phải là vì chị Hoặc nếu là có vì chị Thì tôi nghĩ Người đàn bà như chị mới đáng khinh Chứ không phải là tôi Hết đu bám quân Giờ lại quay sang đu bám anh Văn nhà tôi Chẳng qua Vì chị quá sâu tính Chị thấy văn hơn hẳn quân về mọi mặt Nên bẩn tính muốn phá vỡ thôi tôi chứ gì Chị nghĩ anh văn sẽ để đến chị hay sao Nếu không là tôi Chắc chắn cũng không là chị Văn không phải là của tôi Thì rồi sau này cũng là của tôi Bằng mọi cách tôi sẽ khiến cho anh ấy yêu tôi Nói rồi cô xoay người Cầm cái cốc ưỡn thẳng lưng đi về phòng làm việc Bỏ mặc Nga và ánh mắt đầy căm phẫn nhân đặt cốc cà phê lên bàn vừa ngồi vào ghế liền Thích nga bước vào cô liếc nhìn văn anh cầm cốc cà phê lên rồi uống lại cúi xuống làm việc trong lòng cô chợt thấy hổ thẹn mấy lần lấy anh ra làm bia đỡ đạn cho mình cô thấy anh ấy vô cùng nhà tôi cô nhớ đến từ đó bất chợt dùng mình không thể nghĩ là mình cũng có thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy sao thế mặt tôi dính cái gì à Tiếng văn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ Hóa ra nãy giờ cô nhìn anh chầm chầm Mà không để ý Bỗng đỏ mặt lắc đầu à, à, Không có gì cả Tại tôi suy nghĩ lung tung thôi Văn bất giác mỉm cười Cô há hốc mồm kinh ngạc Hình như đây là lần hiếm hoi cô thấy anh cười Cô ngẩn người Hóa ra người đàn ông này khi cười còn đẹp trai hơn lúc lạnh lùng rất nhiều Bỗng dưng cô thấy lúng túng Lấy tập tài liệu trước mặt giả vờ cúi xuống không phải cô muốn xem thông tin của giám đốc Thanh sao? Văn đẩy một sấp giấy trước mặt cô rồi nói tiếp. Đây, cô xem đi xem cô đúng là người quen của cô không? Nhìn gật đầu. Nhận lấy sấp giấy có lẽ mới được vô tô. Mở những trang đầu tiên. Hoàn toàn không có gì ngoài những thông tin cô đã thu thập được. Cô kéo xuống dưới. Đột nhiên dừng lại trang cuối cùng. Giám đốc nhân sự Vũ Văn Thanh từng giữ chức vụ phó phòng nhân sự từ năm 2002 đến 2005 dưới sự đương nhiệm của cố tổng giám đốc Lưu Diệp An Bình năm 2005 khi tổng giám đốc chết trong một vụ tai nạn ông đã được đề cử lên chức phó giám đốc nhân sự do đã có công rất lớn trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết của tổng giám đốc đưa bốn cảnh sát nhân ra ánh sáng và cũng là người giúp công ty vực dậy sau khi cố tổng giám đốc Lưu Diệp An Bình không còn nhân dừng lại tình dòng chữ này không giống với một thông tin cá nhân của một người nó giống như một đoạn trích về lý do hắn ta được lên chức phó giám đốc và ngày hôm nay là lên được giám đốc nhân sự hóa ra bốn tên sát nhân kia là người đã bị hắn đưa vào tù nhưng tại sao hắn vẫn ung dung đến tận bây giờ rốt cuộc có thế lực nào đứng sau hắn hay chính hắn là kẻ ném đá giấu tay mà đến bây giờ công an cũng không thể điều tra ra nổi nhưng ít nhất bốn tên kia đã bị tiêu diệt Giờ thì cô chỉ còn mục tiêu duy nhất là hắn Cô run rẩy, Hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại Văn Giám đốc lấy đoàn trích này đâu vậy Cô giơ tờ giấy cuối cùng lên Văn không tỏ vẻ ngạc nhiên và đáp lại Đó là tôi tự viết theo hiểu biết của tôi Anh biết Tổng Giám đốc Bình chứ Văn quay sang nhìn cô và gật đầu Tôi biết Nói mới nhớ Hình như là Cô có mối quan hệ gì đó với cố tổng giám đốc đúng không? Cô giật nảy mình lắp bắp và hỏi lại Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh cầm sấp giấy trầm tĩnh và đáp Chẳng phải cô là Lưu Diệp An Nhiên Còn cố tổng giám đốc là Lưu Diệp An Bình sao? Nhìn cắn chặt môi Văn là người thông minh Chuyện này anh suy luận ra được Thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên Cô chưa kịp trả lời Anh lại nói tiếp Thật ra trên đời này cũng rất nhiều sự trùng hợp Chỉ có điều nếu cô là con gái của cố tổng giám đốc thì thật càng tốt về giám đốc Thanh vẫn muốn tìm cô gái đấy để thay giám đốc Bình chăm sóc Chăm sóc? Cô chợt cảm thấy nực cười Vì cô biết Trong tay cô có bằng chứng tham nhũng của hắn ta Cũng là vì cô biết hắn là một trong những kẻ giết ba mẹ cô Tìm cô cũng để phi tăng nhân chứng thôi Cô nhìn văn và nói dối <laughs> Tôi nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi Vì tôi mồ côi ba mẹ từ khi còn rất nhỏ Tôi được nuôi trong làng trẻ em Từ khi tôi mới có 3 tuổi Ba mẹ tôi bị tai nạn xe hơi ừ. Cô cố nổ một nụ cười gượng gạo Cảm thấy bản thân đúng là ngày càng Không còn gì là không thể nói ra được Nhưng tại sao cô lại muốn biết thông tin Về giám đốc Thanh Cô cười giả là À Tại tôi thấy ông ấy giống Với chồng của bác Ngân trong làng trẻ em Hồi tôi mười mấy tuổi Chồng bác ấy đến vài lần Sau đó nghe nói là Chồng bác ấy bỏ bác ấy theo người khác Nhưng xem kỹ lại ảnh mới thấy không giống Mặc dù cái tên rất là giống nhau Nhìn qua ngoại hình cũng có nét giống nhau Nhìn nói một hơi Nhìn ánh mắt văn dò xét Trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi Với người chồng hiền lành của bác Ngân Khi đã bịa ra một lý do thế này Văn không đáp lại Chỉ gật đầu hờ hứng rồi cúi xuống tiếp tục làm việc Cô thở vào nhẹ nhõm Cất sắp giấy vào túi rồi cầm tập hồ sơ mang xuống văn thư để gửi đi Đi qua Nga cô mới để ý khi làm việc Nga rất tập trung Dù cho cô ta có đáng ghét Thế nào nhưng cô cũng phải công nhận rằng đối với công việc Nga nghiêm túc hết mực Ngoài đường mấy tán cây đã rụng gần hết lá Cô thở dài Cuộc đời con người cuối cùng cũng như chiếc lá trở về với cát bụi Cô lại nhớ đến ba mẹ mình Trong lòng nỗi căm vẫn lại cuộn lên Kẻ hạ chết họ lại được tung hô như thế Là anh hùng Thật nực cười Cả ngày hôm đó Văn rất tập trung làm việc Còn nhiên Cô không tài nào mà tập trung nổi một việc gì ra hồn Đầu óc cứ như trên mây gió Buổi tối cả công ty tổ chức ăn nhà hàng để chào đón Nga Dù cô ta chỉ là theo hợp đồng 3 tháng để làm Nhưng cũng được coi là một nhân viên của công ty Sau giờ tối theo thông báo của Văn Toàn bộ mọi người có mặt tại nhà hàng BBQ trên quận Hà Đông Nhìn quay sang văn khuôn mặt hết sức văn này Giám đốc Giờ này tan tầm đông xe Giám đốc có thể cho tôi đi nhờ xe anh được không Ngồi xe buýt tôi sợ muộn lắm ạ à? Văn nhìn điều bộ của cô liền đáp Được Xếp văn Sáng nay tôi đi vội không mang theo xe Tôi đi nhờ xe anh được chứ Nga không biết chui từ đâu lên nói xen vào Trong lòng nhiên có chút không vui Rốt của cô ta định ám cô đến khi nào đây Văn đứng dậy, lấy điện thoại rồi nói. Cô Nga muốn đi cùng tôi cũng không nỡ từ chối. Chỉ có điều hôm nay cô là trung tâm của buổi tiệc, nên tôi đã điều cho cô sẵn một chiếc xe rồi, sẽ đi đón cô rồi đấy, cô xuống trước đi. Nga nhìn Văn rồi liếc sang nhìn, bộ mặt vô cùng khó coi và miễn cưỡng đáp. Ờ, à, vâng, vậy tôi cảm ơn anh. Đợi cô ta ra khỏi phòng, Văn bấm số gọi trưởng phòng nhân sự và nói. Cậu cho một xe xuống đón cô Nga đến nhà hàng Barbie Quân Hà Đông Nhanh lên giúp tôi Nói rồi anh quay sang nhiên và dục rã Chúng ta đi thôi Cô hơi ngạc nhiên Trong lòng vừa khó hiểu lại vừa vui mừng Đi theo anh lên xe Nhà hàng sang trọng nhưng lại nằm khuất ở một góc phố vắng Văn và nhiên xuống xe Bước vào đã thấy mọi người chờ sẵn Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô nở nụ cười xã giao Mọi người ngồi hết xuống đi nói rồi anh đưa menu cho nhiên rồi nói cô thích ăn gì thì cứ chọn anh văn nga ngồi xuống bên còn lại của văn tỏ ra và trách móc hôm nay anh nói tôi là trung tâm bữa tiệc tại sao lại để cô nhiên chọn món thế kia <laughs> tôi thành thật xin lỗi cô do tôi nghĩ cô chưa đến nên để nhân gọi tạm vài món trước được rồi cô muốn ăn gì thì cứ gọi nhiên thở dài Đưa quyển menu cho Nga mà không ngờ cô ta lại đẩy lại Tôi chỉ đùa thôi Tôi ăn gì cũng được mà Cô cứ chọn thoải mái đi Nhìn thấy kinh tởm cái điệu bộ của Nga Liền nói Thôi chị cứ gọi đi không lại trách tôi Không 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 Tôi nào dám trách cô chứ Cô chọn món ăn đi Nếu không tôi lại ai nấy đấy Tôi cũng ăn như mọi người Nên cô cứ chọn đại vài món cũng được Cô hừ lạnh trong lòng Vẻ mặt này của cô ta đúng là khiến cho đàn ông nào cũng phải sao lòng Nhìn nhìn Văn Anh không có thái độ gì Chỉ khẽ gật đầu Cô liền gọi mấy món mình thích ăn rồi đưa lại menu cho Văn Anh gọi thêm vài món Sau đó rót rượu nâng ly và nói to Nào Chúng ta cùng nâng ly rượu chúc mừng cô ngăn đến công ty của chúng ta làm việc Dù rằng chỉ là làm ngắn hạn Nhưng cũng rất đáng để chúng ta nâng ly rượu này Mấy người đàn ông phía dưới đổ dồn ánh mắt vào Nga Phải rồi Người vừa xinh đẹp lại giỏi giang như cô ta Chẳng thiếu những người ngưỡng mộ Nhìn nâng ly rượu Uống ngực một hơi Trong lòng cảm thấy có chút không cam lòng đám người này đúng là Có mới nới cũ Ngày cô về thì suốt ngày nhòm ngó trêu đùa Vậy mà giờ này lại coi như cô không có mặt ở đây Nga cười híp cả mắt Ánh mắt có chút lả lơi với đám đàn ông và lại rót thêm một chén rượu quay sang nga và nói tôi mời riêng cô một chén nga gật đầu uống hết một chén không quên quay sang và cảm ơn anh từ buổi sáng của ta đến lòng cô đã không vui đến bây giờ lại càng phiền não nhiên tự mình rót thêm một chén rượu uống cạn không được nhất định cô không thể thua cô ta được cô có thể nhân nhượng tất cả mọi người trừ nga và thanh liền rót một ly rượu quay sang cô ta nói nga Tôi có thể mời chị một chén được chứ Nga nâng chén rượu Nhấp môi một chút cho quay sang Văn à, um, Anh Văn Tôi tiểu lượng không tốt Ly rượu này anh có thể giúp tôi chứ Nhìn nhìn sắc mặt của Văn Ở hoàn cảnh thế này át hẳn là khó mà từ chối Cô vỗ ống cạn ly rượu của mình Quay sang nhấc chén rượu của Nga rồi nói Giám đốc phải lái xe Nếu chị không uống được tôi không ép Ép gì chứ ép rượu là một tội ác Ai uống được thì uống Không uống được thì chỉ việc nhấp môi Rượu vốn dĩ cũng không phải là thứ tốt đẹp gì Đổ đi cũng không tiếc Nói rồi cô cầm ly rượu đổ xuống đất Đám người xung quanh nhìn cô Nửa sợ hãi nửa kiêng rẻ Nga ném cho cô một ánh mắt sắc lẻ, Nhưng trên môi vẫn cười Nhận lại ly rượu còn nói lời cảm ơn Bữa tiệc vì hai người con gái Mà trở nên thú vị hơn bao giờ hết Thế nhưng đám người này vẫn chỉ dồn mọi sự chú ý lên cô gái xinh đẹp hôm nay mới đến. Nhìn tạc lưỡi, dẫu sao cô cũng chẳng muốn quan tâm đến họ. Liền ngồi tập trung ngồi ăn. Ăn uống xong mọi người bắt đầu trở ra xe. Nhìn nhìn văn thanh toán xong mới cùng anh ra ngoài. Một cơn gió lạnh lùa vào người cô khiến cô khẽ dùng mình. Quái thật, trời mùa hè mà thi thoảng tối là có chút lạnh lẽo thế này. Văn định cởi chiếc áo khoác ra Đột nhiên tiếng nói phía sau Anh Văn Anh có thể đưa tôi về được không Cô và Văn đều bị tiếng nói làm dần mình Liền quay lại Nga đứng co do nhìn Văn đề Văn này Anh nhìn cô ta nhíu mày và hỏi Xe của trường phòng đó Cô ta vuốt mấy sợi tóc và đáp lại Ờ à, Anh ta có việc nên là về trước rồi Văn không từ chối được Giờ nên bắt taxi ở đây là rất khó Anh gạt đầu đồng ý Nga mừng rỡ như vớ được vàng Nhanh chóng bước ra xe Khi Văn mở cửa bước vào Nhìn đã nhìn thấy Nga ngồi trên ghế Anh liếc mắt về sau Nhìn đang đứng ngoài miếng cưỡng mở cửa dưới bước vào Anh nhìn qua gương chiếu hậu Cô ngồi đan hai tay vào nhau Nhìn ra ngoài cửa kính Gương mặt lồi gió sự không vui Anh Văn Anh đưa cô Nhiên về trước rồi đưa tôi về sau cũng được Nga lên tiếng Phá tan bầu không khí im lặng Nhìn nhếch mép Cô ta thật muốn chỉ tiêu hẳn kế hoạch tiếp cận Văn của cô Cô định lên tiếng thì Văn đã nhanh chóng đáp lại Tôi đưa cô về trước Nhà tôi và cô Nhiên cùng một hướng nên đi về cho tiện Nga mở to đôi mắt nhìn Văn rồi trách mắt Sao biết nhà tôi không cùng hướng với nhà hai người Văn liếc nhìn Nhiên ngồi bên dưới lành lùng và đáp lại Hôm nay tôi phải lên chỗ Nhiên lấy chút tài liệu Cô nói địa chỉ đi tôi sẽ đưa cô về Nga không còn cách nào khác đành đọc địa chỉ nhà mình Đọc xong liền quay sang văn Hỏi vài câu chuyện liên quan đến hợp đồng Dường như suốt đoạn đường đi Đều chỉ toàn là cuộc hội thoại của Văn và Nga Nhưng cảm thấy cổ họng Lại tự thấy mình giống như một người thừa Sự khó chịu hiện rõ trên mặt Cô liếc nhìn Văn thầm rủa vài câu Không đơn giản Cô ta làm kế hoạch của cô chứng lại Còn khiến lòng cô nảy sinh Thứ cảm giác tủi thân vô cùng Nhưng không hiểu vì sao khi thấy Nga gần Văn Bản thân lại không vui đến như vậy Chiếc xe đỗ dịch lại trước một tòa chung cư cao cấp Nga nhìn Văn rồi mở cửa bớt ra ngoài Cười cảm ơn vài câu Rồi đi về phía sảnh chung cư Văn đợi cô ta đi rồi quay xuống nhìn nhiên và nói Cô lên đây ngồi đi Cô không thèm liếc nhìn anh ta lành lùng và đáp Tôi ngồi đây cũng được Anh cười trong lòng Hừ nhẹ một cái rồi nói Có mỗi hà chúng ta Cô ngồi đó tôi không quen cô nhìn ra cửa xe vẫn không nhìn anh trả lời từ nãy đến giờ tôi vẫn ngồi đây có gì mà anh không quen ạ nhưng bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi thế có thêm người khác tôi ngồi đây thì anh không quen sao tôi cũng không quen chỉ là tôi không còn cách nào khác cô nhìn anh trong lòng bỗng cảm thấy dịu đi lại thấy mình có chút vô lý cô cùng quyết định đi lên thấy cô bước ra ngoài anh vội vàng mở cửa xe phía trên cho cô vào trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích vì điều bộ giận dỗi vừa rồi của cô chiếc xe đi thẳng về phía trung cư của nhiên suốt quãng đường về nhà cô tuyển nhiên không hề mở miệng với anh trong lòng nghĩ đến nga lại cảm thấy ghét cô ta vô cùng khi chiếc xe dừng lại đỗ ở cổng trung cư nhà cô phát liền quay sang cô và nói đến nhà cô rồi nhiên đứng dậy bước ra Càng trở về đêm sương xuống trời lại có chút lạnh lẽo Cô dùng mình chào văn rồi từng bước chậm rãi tiến vào trong Nhiên Tiếng anh gọi khiến cô giận mình Cô xoay người nhìn anh rồi nói Sao vậy giám đốc Cô giận tôi chuyện gì à Cô cười trong lòng Giận anh à? Lấy tư cách gì để mà giận Huống hổ cảm giác này vốn không phải là giận Chỉ là không vui chỉ là sự ích kỷ của bản thân Khi thấy Nga mỗi lúc lại gần anh hơn thôi Cô cười gượng gạo và đáp Không Tại sao tôi lại giận giám đốc chứ ạ Anh tiến lại gần cô Mùi rượu thêm nồng tỏa ra trong gió Nhiên tôi sai rồi Giọng nói anh phả vào tai cô Cô bỗng thấy đỏ mặt và lý nhí đáp Giám đốc Ý anh là sao ạ Cho tôi được nói vài lời với em được không giám đốc có chuyện gì sao anh cúi xuống nhìn cô trong lòng có đến hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói cuối cùng là không đủ can đảm và lắc đầu à, à không không có chuyện gì cả giám đốc có chuyện gì thì anh nói đi nhiên nếu em có gì ấm mức thì cứ nói với tôi có gì tôi không hài lòng cũng nói với tôi đừng có giấu trong lòng có thể tôi không phải là cậu ta. Nhưng em có thể xem xét cho tôi một cơ hội được không? Dẫu sao em cũng chia tay cậu ta rồi. Tôi cũng chưa có người yêu. Tiếng nói phía sau vừa ấm áp lại vừa chân tình. Lòng cô ngạc nhiên, cảm thấy sao xuyên đến lạ. Nhưng giờ cô gạt đi. Cảm giác vừa rồi chỉ là giả, chắc chắn chỉ là ngạc nhiên, không thể nào mà cô sao xuyến được. Cô quay mặt lại, nhìn anh và hỏi: có phải anh say rồi nên là nói linh tinh không à? à là tôi say, tôi nói linh tinh. Tôi xin lỗi cô. Nói rồi anh bước vội ra xe phóng đi rất nhanh. Để lại cô đứng thất thần trước cửa chung cư. Quý vị và các bạn thân mến, về là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội Dài kỳ có thể đề Hai đám cưới một đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh youtube Chị Dậu Chỉ với một cách đó là quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi chúng tôi phát hành những video mới còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tập tiếp theo trên kênh vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.